Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay. Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa. Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc. Nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày. Đêm này ta thật quảng điên, những đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ấy hôm nay, người rằng luận một ý ấy bàn hai, đôi ra đi cùng lắm mà có phải bên đường. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa. Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc,
người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy. Vở chèo Cây tre trăm đốt dựa trên một câu chuyện cổ tích Âu Lạc, nói về một chàng thanh niên mồ côi, tánh tình ngay thật và hết mực cần cù, sống nhờ bên gốc tre từ thuở bé nên có tên gọi là Trúc. Chàng Trúc đem lòng yêu mến nàng Mai, ái nữ của người điền chủ giàu có. Không ngại rời non lấp biển, không tham phú phụ bần, tình Trúc Mai đã trở thành đề tài cho thi văn ví von những tấm lòng thủy chung tuyệt đối. Câu chuyện không chỉ ca ngợi tình người mà còn đề cao sự gia trì thầm lặng của thiên nhiên đối với nhân loại, điển hình là sự thương yêu che chở của cây tre dành cho chàng Trúc hiền lành. Phú ông nổi tiếng giàu có nhất vùng nhưng vẫn chưa có con thừa tự, nên đã nuôi dưỡng cô bé mồ côi tên Mai, hầu toan tính trục lợi sau này. Lớn lên, Mai càng xinh đẹp giỏi giang. Chàng Trúc siêng năng, bấy lâu cải ruộng cho phú ông, đã định bỏ đi vì tính keo kiệt của chủ. Biết Trúc và Mai cảm mến nhau, phú ông hứa gả nàng cho Trúc nếu chàng chịu ở lại 3 năm, khai hoang mở ruộng. Tin lời chủ, chàng Trúc ở nơi xa, chăm chỉ việc đồng án, thấm thoát cũng đã 3 năm. Không ngờ ở nhà, phú ông nhận lời gả Mai cho một nơi quyền thế. Thương Trúc thật thà bị phú ông bội tín, nàng Mai tìm cách báo tin cho chàng. Kính mời quý vị thưởng thức phần 2 vở chèo Cây tre trăm đốt của soạn giả Phan Tất Quang, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mạnh Huấn trong vai chàng Trúc, Thu Hằng trong vai nàng Mai, Phúc Lợi trong vai phú ông, Thanh Tùng trong vai hề mít, Lã Khương trong vai hề ổi, Kiều Anh trong vai bà mối, Thanh Mai trong vai cô nhài, Mạnh Phóng trong vai xã trưởng, Bá Dũng trong vai cậu ấm, Tuấn Tài trong vai thần tre, cùng các nghệ sĩ khác. Nhài. Dạ. Cô mày đã uống thuốc chưa? Dạ. Dạ trình ông đã. Cô mày đang uống thuốc, chớ có để ra ngoài, chỉ quanh quẩn đâu đây nhớ cô có khiến có sai, đừng để dỗi chân tay mà hư thân đi ngủ. Mai con, dạ. Lát nữa nhà trai sang dạo ngõ, liệu mà lo sắm sửa nghe con. Dạ, dạ trình lại cha. Có điều gì vậy con? Sách có chữ tại xa tòng phụ. Ừ. Vâng ý cha, con tạc dạ đinh ninh. Con ngoan lắm. Nhưng duyên con xưa cha đã tác thành, lời giao ước lìa tình đâu phai nhạt. Nay ý cha con nghe đã khác, cha dạy sao con biết tính sao? Còn tính sao? Chê đám ấy còn lấy đám nào? Thật là đăng gia đối đăng gia, ruộng trâu cũng lắm mà cửa nhà cũng to, cưới treo trăm tấm lụa tơ, may chăn bằng nhiễu huy đình, đắng giường thất bảo, sắm mùng bát tiên. Cháu ơi, rước dâu hai họ quan viên đi trên chiếu đào. Cô dâu nón nghệ đội đầu, chú rể phe phẩy quạt tàu trong tay đấy con ạ. Dạ, dạ trình lấy cha. Cha nói, đăng gia đối đăng gia, ruộng trâu cũng lắm cửa nhà cũng to, vậy
Ý cha định gả con cho cậu ấm con trai Phú Hổ. Cháu ơi, lẽ nào lại thế? Đằng đắng ba năm ở rể, chàng quốc cày chẳng kể nắng mưa, vậy mà cha ở chùa ấy là phải quét lá đa, nó con nhà khó. Đây mới là nhà tông, nghe cha đi con. Con xin cúi đầu lạy cha trăm lạy. Vì chồng nghèo, con xin lấy chồng nghèo, chứ đâu lại vì không vàng, không bạc cưới treo. Để chàng phải chịu trăm con cưỡng cha mẹ là trăm đường con ư? Cháu ơi, nuôi con tưởng lúc cậy nhờ, bưởi bọc mới rõ thực cư lúc này. Mày, con chúa đất, nó đứa thợ cày, cây ngô không sấy thì sấy cây xương rồng. Cha... Tao trả dài. Con xin. Tao không nghe. Con nhà đâu? Cha... Đưa cô mày vào trang điểm. Cha, con xin cha. Đi vào. Đi vào. Vào. Ôi ông ơi là ông ơi. Ông ơi. Ôi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Đại hạn, đại hạn. Ô hay, đại hạn gì? Gặp mưa. Phát tài phát lộc to rồi ông ạ. Trời này mưa làm sao được mà lộc mới tài. Dạ bẩm ông chả là thế này ạ. Ây mưa xuống nước lên. Dạ bẩm ông, thế chả là phát tài phát lộc là gì ạ? Trời này mưa làm sao được? Mưa không thể mưa được. Mưa không mưa. Con đã bảo là. Dạ bẩm ông, không mưa làm sao lại có mối ra được ạ? Hả? Có mối à? Dạ vâng ạ, nhưng không có mối được. Dạ con nhìn quanh nhìn quéo chỉ có mỗi một con mối cái. Ông ơi, mối dắt vàng dắt bạc đầy người đấy ông ạ. Mí. Dạ. Mày nói thế hóa ra bà mối à? Vâng ạ. Dắt vàng dắt bạc quanh người à? Ông ơi sộp đấy. Mí. Dạ. Vào sửa soạn cho ông bộ quần áo mới để ông ra đơn khách hả? Dạ. Ôi. Còn mối mai mối mốt thay Nguyệt lão mối tôi đây xe tốt. Chị em ơi, nhà cậu ấm vốn dòng họ Phú, con gái của ông thanh tú đảm đang. Cậu tôi mang câu bạc châu vàng tới manh mối cô nàng làm vợ. Thật may phận đỏ trời cho tôi của, cả hai bên đều cao cửa rộng nhà. Vương Khải Thạch Sùng kết mối thông gia, được nắm lành hẳn là tôi no bạc. Nhưng mà chị em ơi, sao? Nhưng mà cậu rể nhà tôi đã xấu má, lại dị hình dị tật, tôi phải tính sao cho khéo mới xong. Ừ, phải rồi, cô ả đang say chú thợ cày, nếu để cậu rể sang ngay, ắt cô nàng sẽ chề môi bĩu mỏ. Bởi thế cho nên hôm nay là ngày rạp ngõ, tôi phải giấu biệt cậu rể đi, liệu nói khó cho qua. Thái y cưới liền tay giảm đi rồi, thời thái y cưới liền tay. Tối qua bìm bìm kêu đầu ngõ, sớm nay liếu thiếu réo cuối nhà, bụng sắc thần mới là có quý khách náo ra. Quả nhiên bay đâu à. Chầu nước à.
Anh kìa, xin kính cà chào ông anh. Mời, mỗi ngồi, mỗi ngồi. Dạ, chả là hôm nay là ngày lành tháng tốt, gọi có cơi trầu em mới đưa sang. Mấy bữa trước, được lời ông anh phán bảo, em đã về thưa với bên phú hộ, à ý nhà ta thế nào, bên ấy cũng vâng theo à. Quý hoa quá. Chả là cầu ấm con cầu tự nên được chiều chuộng nâng niu, và ra ta lại trâu nhiều ruộng lắm. Chả ai đẹp đẽ, giỏi giang bằng cầu ấm. Gái kiêu kỳ đã lắm cô mê. Dạ, cô nào cầu ấm cũng chê, chỉ nằng nặc một bề, lấy nàng Mai làm vợ. Quý quá. Dạ, rõ thật là cái duyên cái số à. Ừ, mà vừa đôi phải lứa quá đấy môi. Bay đâu? Ra ngõ mời cậu ấm vào nhà trong sơi nước. Dạ, xin khoan chút đã à. Sao lại khoan? Dạ, kể theo phép thì cậu rể cháu phải sang. Nhưng người cứ cho thư thư chút đã à. Sao lại còn thư thư? Dạ, ai đời tuấn tú, khôi ngô tốt người đẹp má, mà nét đâu thiệt lạ thiệt lùng. Dạ, ban ngày ban mặt thế này, cậu cháu chả dám sang. Chỉ nhọ mặt người thì cậu cháu có đi đâu thì đi chốc lát à. Quý hoa quá nhỉ. Dạ, để sầm tối cậu cháu sẽ sang hầu ông anh ạ. Ừ, được, được. Các em, dạ, mang lễ vật vào. Mừng lễ chưa, sao lại bỏ về? Tôi 3 năm cơm đủ nước lã, vẫn đinh ninh một dạ một lòng. Vậy mà... À, ông biết. 3 năm khó nhọc, nay muốn ấy thì ông cấp ruộng cho. Tôi không cần ruộng. Thế ông cho mày con trâu? Tôi chẳng cần trâu. Thế hay ông cho mày nhà ngói? Tôi đâu cần nhà ngói. Quái thật. Cho ruộng không cần ruộng, cho trâu chẳng cần trâu. Hay anh còn lo thiệt. Thế bây giờ anh muốn xin gì nào? Chỉ xin ông giữ lời thề ước, đừng như bèo gặp nước là trôi. Nói lời xin giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. À, ra là thế. Anh Trúc này, là buộc đôi đầu, trước sau như một. Lời ông nói là như đanh đánh cồn. Anh nghe ai xui dại dột mà về đấy ăn nói hàm hồ? Còn nghe ai? Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Ông gả con cho nhà phú hộ. Ôi chào ơi, miệng đời sao cay đầu, châu buộc ghét châu ăn, thấy người ta ăn lở nghĩa nhân, kẻ ác tâm lại đặt điều theo dệt. Theo dệt? Vậy chứ,
vàng bạc đặt kia câu trầu đặt đó. Hỏi ai vừa giảm ngõ đưa sang? Phải chăng ông kén khách đông sang? Tiền dòng bạc chảy, người màng chi tôi? Sao ông chẳng nghĩ giữ lấy lời, ăn đi ở như thế? Tội như trời ai mang, dọc thì dọc ý ngang thì ngang ơi ông ơi, dọc thì dọc ý ngang thì ngang ơi ông ơi. Sao ông tham bàn bỏ ngãi, tôi biết chọn đời là giữ nghi lời với mai chọn người quỷ. Hèn nào anh nhầm rồi, nhầm rồi. Lửa trời đâu phải ma chơi, mà sao đã vội trách người thẳng ngay? Ôi sao ôi, 3 năm con mai nó chờ đợi, ông cũng khắc khoải từng ngày, vẫn đốt ngón tay. Ông ngậm thương mày, ông lo cho túa tuột. Đây, anh vào đây mà xem này. Cho lễ cưới có chầu xanh câu thắm, bỏ công mày 5 nắng 10 mưa. Ông ngẫm mày nghèo, ông lo cho chu tất. Ôi, thực vậy ư? Vậy mà mày oán, mày thù, mày toái đường bó bẹp. Thôi thì duyên chẳng ưa, tình chẳng đẹp, anh muốn tìm chốn khác tùy anh. Tôi cũng rộng lòng tháo gỡ dây tình, ông giải câu thề cho anh đẹp dạ. Không không, tôi 3 năm cơm đủm nước lã, vẫn đinh ninh một dạ một lòng, còn lo vẹn chữ thủy chung, chứ đâu thay nhánh đổi dòng đục trong. Nhưng mà chưa thể cưới ngay. Dạ sao vậy? Bởi ông còn e miệng tiếng dân làng. Dạ sao lại miệng tiếng à? Vì nhẽ nước chảy ngược, ai nhà gái lại sắm xanh lễ vật đi đêm bao giờ? Nhưng tôi 3 năm đằng đẵng nắng mưa. Ông biết, ông biết, ông biết mày nghèo, cho nên ông chẳng cần gì. Xong cũng liệu tiếng bốc tiếng chỉ miệng đời cay độc. Chàng rể chẳng có mảy may lễ vật. 3 năm ở rể, ông biết mày nghèo, cho nên để tránh cái lễ là cưới treo. Nhưng mày phải kiếm về đây cho ông. Dạ, kiếm cái gì ạ? Cây tre 100 đốt. Cây tre 100 đốt? Phải, lễ vật chỉ có vậy thôi. Cây tre 100 đốt. Sau 3 tháng không dâng lễ vật thì coi như đã giải câu thề. Cho mày tìm đến mục sư, còn tao há hả cho cái tuồng khô dây. Anh Trúc này. Dạ. Con đi cho nó được may mắn nhá. Ông ở nhà những trăm ngóng ngàn thương, anh đi cho nó khỏe nhá. Ôi, cưới xin lễ vật lạ lùng. Nhưng đã thương nhau, đã thương nhau há quản mấy từng treo leo. Vượt suối băng đèo ơi nghĩ ngàn nghĩ, ngàn xa tôi vượt đi suối băng ở đèo chữ reo ý neo, tôi cũng vượt ơi ơi à mà để ý.
dành qua suối qua cái khe ôi cây tre chăm mà đốt thời cao y vút hỏi tìm đâu chốn non sâu nơi rừng vắng ù ù cơn gió lạnh giữa sơn nỉ khê. Trời, chân đã đi năm núi mười đồi, mắt đã đến trăm tre, mà chẳng thấy tre nào chăm đốt. Khắp đài ngàn cao ngút tầng xanh. Ấm lạnh đã bao ý tình, ta thương trao ơi tre ngàn ơi ấm đã bao ý tình, đêm dài năm canh duyên tình thôn thức, lòng tưởng bóng hình chi âm đợi này đang nón che chung. Tòa mát y bóng anh y nằm, em như bóng tre xanh ngày đêm tòa bóng mát anh y nằm. Anh hàng sớm hôm vui buồn chỉ biết vui vầy cùng tre bao giờ. Duyên thắm tình ý quê. Trầm rộn rã cả khu rừng lá ngả cành nghiêng. Suối ngừng reo lắng bặt tiếng chim, ôi tiếng trúc tiếng tre vời vời. Là chưa chia dày gần tối, bóng đại ngàn mở lối ta qua, nẻo đường xanh thơm mát cỏ hoa, mây núi sắc chia ta dở bóng,
tiếng trúc tiếng tre giạt diều bay vòng, thực là đây hay mộng là với người liền ngay thẳng như gió trong lành, như nắng ban mai, nghĩa tình như sông dòng núi dài, chuộng nhân nghĩa ta giúp người nhân nghĩa. Rồi, người là ai đó dáng hiền lành như che đầu ngõ, tiếng dịu dàng như gió lúa đồng quê. Ta là thần tre đã cùng con sớm tối đi về, từ thuở ấu thơ nuôi tre là bàn ngõ trúc nhà tre. Nỗi niềm con than thở cầu mong, tiếng sáo thiết tha lay động núi rừng. Xuyên hành ngộ ta giúp con điều mơ ước. Dạ, dạ trình người. Người thương con la ngàn khôn đến, người giúp con trời biển khôn đo, đã trở trên năm nắng mười mưa, lại ấp ủ ngày thơ tháng lành. Con lớn lên giữa đời cay đắng, vẫn theo người ngay thẳng trước sau. Nhưng điều mơ ước thật khó lòng tòa ấy nguyện. Con chớ lo, ta sẽ giúp con toại nguyện. Phải chăng con tìm kiếm giàu sang? Được, ta sẽ giúp con thỏa thuê châu báu bạc vàng. Dạ trình người, rừng bạc biển vàng mấy ai có được, nhưng đây không phải là điều con cầu ước. Sao đây không phải là điều con cầu ước ư? Dạ, đói nghèo chẳng thiết bạc vàng, hay con ước được một nàng thiên nga? Được, ta sẽ giúp con. Oh,
hai bầu cung nữa che ra, mỗi cây một vẻ, mỗi nàng một duyên. Không! Dạ! Dạ trình người! Chốn tục phàm mấy kẻ gặp tiên, mấy ai diễm phúc gặp duyên tơ vàng. Đội ơn người có lòng hạ cố ý. Xong chén thề hồ dễ đơn sai. Duyên trăm năm đã hẹn nàng mai, câu nguyện ước ơi há thay lòng này đổi ra. Tu nhân là lẽ có tích đức ấy kế bền, bấy lâu nghe tiếng người hiền, chẳng ham tài sắc, chẳng màng lời danh. Thủy chung lửa đã thử vàng, che chăn đốt, ta giúp con điều mơ ước. Dạ, xin đa tạ. Con dạ chăm đốt che rời chấp lại thành chăm, miệng con đọc ba lần khắc nhập. Miệng đọc ba lần khắc nhập phải che tức thời liền ngay chăm đốt, thêm che dài cao chốt vốt từng mây. Dạ xin đa tạ người. Hãy khoan, che dài con khó qua rừng vượt dốc, hãy truyền chăm đốt rời nhau, miệng con đọc ba lần khắc xuất. Miệng đọc ba lần khắc xuất, che sẽ rời ra ngay tức khắc, còn bó mang về từng khúc che xanh. Đường xa xôi con kịp băng trình, ta sẽ giúp người lành nên duyên đẹp. Dạ, xin đa tạ người. Che xanh nghỉ chăm mi đốt, người cao y ngút ngài mây. Che cao y ngút ngài mây, rơi lầy lầy thời rơi lầy không chuyện. Phải nhớ kỹ lời tôi dặn nhá. Được rồi, lễ nghĩa gia phong lệ làng phép nước em thuộc như cháu trời. Nhưng em gần đến nơi mỗi mốt phải lôi tuột cô dâu ra xe rồi. Đấy, không vội thế được đâu. Còn phải lễ tơ hầm, còn phải ra mắt quan viên hai họ rồi mới vô quy. Hôm nay cậu phải từ tốn nhá. Thế từ tốn à? Thế nào? Từ tốn là ăn nói phải dịu dàng này. Dịu dàng hả? Đi đứng phải khoan thai này. Đi đứng phải khoan thai. Bây giờ tôi đi thử cho mỗi xem nhá. Thank you.
tôi biết tìm đâu. Đòi cơn ruột heo gan sầu, lại thêm mối tơ vò chỉ xoay. Cha tôi đã chẳng cho chờ đợi, lại sắp bày lễ cưới hôm nay. Chớ treo sao nguyệt lão đặt bày, nỡ buộc tôi sợi dây oan cha. Bởi tham mê vàng xui nên bỏ ngại nghi, phụ tình ai nghĩ giàu dài lòng. Cho thiếp mi theo đi. Quý vị vừa thưởng thức phần 2 vừa chèo Cây tre trăm đốt của soạn giả Phan Tất Quang, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mạnh Huấn trong vai chàng Trúc, Thu Hằng trong vai nàng Mai, Phúc Lợi trong vai Phú Ông, Thanh Tùng trong vai Hề Mít, Lã Khương trong vai Hề Ổi, Kiều Anh trong vai Bà Mối, Thanh Mai trong vai Cô Nhài, Mạnh Phóng trong vai Xã Trường, Bá Dũng trong vai Cậu Ấm, Tuấn Tài trong vai Thần Tre cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ 5 tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm ơn quý vị đã xem Văn Nghệ Thiên Cung. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp nối chương trình là lời pháp Cam Lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching Enlightening Entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next is Words of Wisdom. So long for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE